Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 438 của Sốc Công Nghệ TND. Như thường lệ, mình Tiền Lương và Hằng sẽ thay nhau trả lời tất cả những hỏi đáp của các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn An Nguyễn. Câu hỏi số 1, anh ơi cho em hỏi là tầm giá 25 đến 27 triệu thì có laptop gaming nào mà đáp ứng tốt được công nghệ thông tin không ạ? Em có chạy máy ảo và những phần mềm ví dụ như là Android Studio khá nặng đấy ạ. Nếu máy có thể nâng cấp được RAM và SSD thì càng tốt. Mong anh tư vấn giúp em nhé. Với những chiếc laptop gaming trong tầm tiền của em thì anh thấy đó là chiếc Lenovo Legion 5, anh thấy là hợp lý nhất. Hiện nay Legion 5 thì nó sẽ có phiên bản chạy chip AMD, ví dụ phiên bản chạy 44800H chẳng hạn, có đến 8 lõi 16 luồng chạy máy ảo thì phải nói là cực kỳ ok, ngon lành. Và GTX 1660Ti sẽ hỗ trợ em làm đồ họa cực kỳ tốt luôn. Đó. Ngoài ra là chúng ta sẽ có phiên bản i7 cũng trang bị GTX 1660Ti cũng cùng tầm tiền đó thì em có thể chọn một trong hai. Ngoài các phiên bản này thì chúng ta sẽ có những chiếc như là Dell Gaming như là 5500. Đó. Chiếc 5500 được trang bị i7 và GTX 1660Ti cũng trong cái tầm tiền này. Đấy, ngoài ra là chúng ta có thêm Acer Lixo 5 phiên bản 2020 được trang bị i7 và GTX 1660Ti cũng tầm khoảng 28 triệu. Còn nếu bản RTX 2060 thì ngoài ra chúng ta sẽ có phiên bản Acer Predator Helios 300 giá khoảng 31 triệu tại thị trường trang bị i7 em nhá. Thì đây là những chiếc máy tốt nhất trong cái phân khúc tầm tiền của em có thể sử dụng. Câu hỏi số 2 của bạn Huy Huỳnh, anh ơi Dell Alienware M15R2 dùng làm đồ họa 2D thì có ổn không ạ? Đối với chiếc máy gaming thì chúng ta được trang bị phần cứng rất tốt. Vấn đề là làm đồ 2D thì mình nghĩ là quá đơn giản rồi, những chiếc máy bình thường có thể làm được. Alienware M15R2 được trang bị phần cứng rất tốt nên bạn thoải mái làm công việc 2D hay 3D bạn nhé. Câu hỏi số 3 của bạn Thiên Trần, anh ơi giới thiệu giúp em một chiếc laptop mà 100% đồ họa khỏe dưới 21 đến 22 triệu được không ạ? Em sẽ đến TND để mua luôn ạ. Em ơi chào em, trong tầm tiền của em thì chúng ta sẽ có phiên bản nhà Dell G5500 này, trang bị i5 10300H, RAM 8GB, SSD 256GB, màn hình 120Hz. Vega được trang bị đó là GTX 1650Ti 4GB. Chiếc máy này có giá khoảng 20 triệu tại thị trường. Ngoài ra là chúng ta sẽ có phiên bản là Evo Gaming, một thương hiệu đến từ nước Mỹ, và chúng ta có một chiếc máy thiết kế sang trọng, vỏ toàn bộ bằng hợp kim nhôm Mazue, cực kỳ nhẹ, được trang bị i7 9750H và GTX 1650, RAM 8GB, SSD 256, cũng có giá 20 triệu tại thị trường. Còn nếu mà nhìn ra là chúng ta có thêm các phiên bản như Asus G512 được trang bị i5 cũng 10300H và GTX 1650. Đó, có giá trong tầm tiền 20 triệu thì đây là những chiếc máy gaming tốt nhất trong cái tầm tiền em đầu tư em nhá. Câu hỏi số 4 của bạn Đức Thắng Trần, cho em hỏi là máy dưới 20 triệu thì có con nào mà màn đẹp, thiết kế đẹp, hiệu năng ngon nhất không anh? Em cảm ơn anh em và em sẽ qua để mua luôn ạ. Em ơi, với chiếc màn hình đẹp thì anh nghĩ là chiếc Asus Q407 trong tầm dưới 20 triệu anh nghĩ là ngon nhất, với tỷ lệ bao phủ màu lên đến 94%. Máy được trang bị chip Ryzen 5, RAM 8GB, SSD 256GB, màn hình của nó thì tuyệt đẹp rồi. Và chúng ta sẽ có thêm cả Vega rời MX330. Chiếc máy này hiện nay đang có giá là 17.500.000. Anh nghĩ đây là chiếc máy tốt nhất trong cái phân khúc dưới 20 triệu và có chất lượng màn hình đẹp. Ngoài ra là chúng ta sẽ có các phiên bản như là ThinkPad T490. Nếu mà em thuần một chiếc máy kỹ thuật trong tầm tiền của em, anh thấy cũng khá là ok. Màn hình đẹp nữa thì chúng ta sẽ có, ví dụ như cũ nhé, thì có phiên bản là Dell XPS 9380. Đấy, mỏng nhẹ sang nhất trong tầm tiền đầu tư với tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100%. Hoặc qua một số phiên bản HP Envy 0047 được trang bị i5 thế hệ thứ 11, RAM 8GB, SSD 256, màn hình 400 nits và tỷ lệ bao phủ màu 100%, đang có giá là 20.900.000. Thì đây là những chiếc máy tốt nhất trong phân khúc của em mà trang bị cấu hình tốt và màn hình của nó tuyệt đẹp để hỗ trợ em có thể design thiết kế mà không bị sai màu em nhá. Câu hỏi số 5 của bạn Đức Trung, em chào anh ạ. Anh ơi, túc phát trên máy tính, em đang dùng là chiếc Dell Bryson thì nhạy mọi điểm hay chị nhạy ở vùng giữa thôi ạ? Máy em khi di chuyển ra các điểm mà gần cạnh thì không được nhạy lắm, liệu có phải là gặp lỗi gì không ạ? Mong anh tư vấn giải đáp giúp em ạ. Với chiếc Dell Bryson thì chúng ta sẽ có cảm ứng đa điểm. Em chú ý là em phải cài driver trực tiếp từ trên trang chủ hỗ trợ con chuột thì nó mới có tính năng đa điểm. Nó dùng tương tự như những chiếc màn hình cảm ứng thông thường như trên điện thoại chẳng hạn. Đó, và em phải cài chuẩn driver thì dùng nó mới sướng. Còn trong trường hợp mà em cài chuẩn rồi nó vẫn vậy thì có thể là cái cảm biến của nó không được thực sự được nhạy. Có thể là dùng lâu rồi hoặc đôi khi nhiều người tay mồ hôi ấy, thì cũng có thể là không được nhạy cho lắm, thì em kiểm tra em nhé. Câu hỏi số 6 của bạn Jack Trafficker, anh ơi cho em hỏi là cửa hàng mình thì có dự kiến nhập chiếc Dell XPS 9510 chưa ạ? Hiện tại em đang phân vân giữa hai dòng là 9500 và 9510, hiệu năng chip Intel Gen 10 của cách khá xa so với 11 không ạ? Và 9510 ra mắt thì 9500 sẽ giảm giá bao nhiêu ạ? Thông thường một model mới ra mắt thì thông thường sẽ giảm từ khoảng 3 đến 5 triệu tùy vào thời điểm em nhé. 9510 hiện nay tại các cửa hàng Việt Nam chưa có hàng thực tế. Và đối với các dòng CPU thế hệ thứ 11 cùng với chip H thì nó tăng khoảng từ 15 đến 20% hiệu năng em nhá. Cái quan trọng là mình cứ cân đối với cái tầm tiền của em.
Anh dự kiến là với phiên bản đeo IPS 9510 thì khoảng 20 đến khoảng 25 ngày nữa sẽ có hàng tại Việt Nam. Và giá nếu mà những chiếc máy ban đầu giá tương đối là cao đấy em ạ, em nhá. Câu hỏi số 7 của bạn Kiên Nguyễn Hữu. Máy em là Nitro 5, nhiệt độ CPU báo lúc chơi game khoảng 80 độ mà vỏ máy chỉ hơi ấm thôi, như vậy có bị làm sao không ạ? Thực ra thì với một chiếc máy chơi game với làm đồ họa hiệu năng cao thì nhiệt độ 80 nó là hoàn toàn bình thường. Cái vỏ máy thì cái vỏ Nitro 5 nó bằng nhựa, chính vì thế là cái khả năng dẫn nhiệt của nó sẽ kém hơn so với vỏ máy hợp kim nhôm, mà nó phả được hơi nóng ra ngoài, đồng nghĩa việc là cái máy của em đang hoạt động rất là tốt, nó hơi ấm thì hoàn toàn bình thường, không làm sao cả em nhá. Câu hỏi số 8 của bạn Josco 2011. Anh ơi tư vấn giúp em máy trong tầm khoảng 11 triệu, 13 triệu, 15 triệu. Có bàn phím phụ, bàn đẹp, pin trâu, build chắc chắn. Nhu cầu là làm văn phòng, xem phim, lướt web, ít chơi game thôi ạ. Với tầm máy anh nghĩ là từ 11, 13, 15 triệu thì anh thấy là chiếc Dell Latitude 5570 và Dell Latitude 5580 là tốt nhất. Máy được trang bị i5 hoặc i7, trong tầm tiền em đầu tư hoàn toàn có thể đầu tư được. Máy có bàn phím full size, có lép phím, có màn hình IPS và chất lượng của dòng máy này đạt được tiêu chuẩn quân sự STD80G. Em có thể tham khảo hai mẫu máy vừa rồi, anh nghĩ là hợp lý nhất, đúng cái nhu cầu của em và pin khá là tốt em nhé. Câu hỏi số 9 của bạn Đạt Saka. Anh ơi cho em hỏi là muốn chơi những tựa game nặng thì với một chiếc laptop bình thường cần phải cắm GTX có đúng không ạ? Mong anh giải đáp ạ. Em ơi, một chiếc máy chơi game hiện nay để chơi game mà đáp ứng tốt thì hiệu năng sử dụng Vega vẫn nhiều hơn so với CPU. Hiện nay những chiếc máy chơi game tại thị trường thì chúng ta sẽ có các dòng card như là GTX và RTX là thế hệ mới nhất. Đối với những chiếc máy đầu tư dưới phân khúc 15 triệu thì nó sẽ sử dụng GTX như là 960, GTX 1050, GTX 1050 Ti. Bắt đầu những chiếc máy đời mới hơn thì được trang bị GTX 1650 hoặc 1650 Ti sẽ đầu tư từ khoảng 18 đến 20 triệu. Còn nếu mà đầu tư cao cấp hơn thì chúng ta sẽ sử dụng những dòng card như là GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2070 và thậm chí là RTX 2080 là mạnh nhất và nhanh nhất. Cái quan trọng là túi tiền em đầu tư em nhé. Còn chơi game thì chúng ta sẽ cần đến Vega này, cần đến cả RAM nhiều một chút này, cần đến cả SSD tốc độ nhanh để nó khởi động các ứng dụng nó nhanh hơn, mọi thứ nó mượt mà hơn em nhé. Câu hỏi số 10 của bạn Howard VDQ. Anh ơi em đang phân vân giữa con HP Pavilion 15S i5-11-35G7 và con Avita 14V-R7-3700U. Hai con này thì nên chọn con nào ạ? Em chủ yếu là dùng Office cơ bản và AutoCAD 2D ạ. Đối với phiên bản Avita 14V thì chúng ta sẽ được trang bị màn hình 14 inch và không có bàn phím phụ. Chiếc máy này thiết kế hoàn toàn mới và các bạn đều biết thì đây là thương hiệu của tập đoàn Letgo đến từ Mỹ. Và hiện nay nó được design tại Đài Loan và chất lượng máy thì mình đánh giá cũng khá ổn. Còn đối với thương hiệu HP Pavilion thì đây là chiếc máy một thương hiệu quá lâu đời và nổi tiếng trên thế giới rồi. Không như chiếc Avita kia, nó là thương hiệu hoàn toàn mới em nhé. Và chất lượng thì bản thân anh cũng đã từng trải nghiệm rồi, đánh giá nó là ở mức được, mỏng nhẹ, cơ động sang, sử dụng các công việc văn phòng ok và đồ họa ở đây chúng ta sẽ dùng CAD 2D ok. Còn với chiếc HP Pavilion 15 được trang bị i5 thế hệ thứ 11 thì chiếc máy này có chip mới hơn, sản xuất đất mới hơn, bởi vì chip AMD R7-3700U thì được sản xuất là 2019, trong khi đó thế hệ thứ 11 được sản xuất là 2020 hoặc 2021 em nhá. Nếu mà cấu hình đất máy thì với phiên bản 15S sẽ mới hơn em nhá, và đây là thương hiệu nổi tiếng hơn thì chúng ta cũng sẽ yên tâm hơn so với một chiếc máy thương hiệu mới. Câu hỏi số 11 của bạn Đàm Ngọc Hà. Anh giúp em một vài mẫu máy mà dưới 20 triệu màu vàng gold mới với ạ. Hôm qua thì anh cũng đã người trực tiếp trả lời cái tin nhắn này trên YouTube của em. Hiện nay các mẫu máy màu gold hiện tại cửa hàng thì có các mẫu máy như HP Pavilion như CS1036, mấy cái mẫu máy từ màn hình 14 inch và màn hình 15,6 inch. Em tham khảo trên 24laptop.vn mà kích vào mục máy HP ấy, thì anh về 4 con đều có màu gold. Giá dao động ví dụ như mẫu CS3055 anh đang bán mức giá là 15.500.000 màu gold, màn hình 15,6 inch, trang bị i5 RAM 8GB SSD 512GB. Đó, thì với một cái mẫu máy mà được trang bị CPU thế hệ thứ 11, anh không chưa nhớ tên lắm thì em có thể kích vào đó để em xem. Với mẫu máy đó thì anh đang bán là 18.500.000. Đó là cái mẫu máy mới sản xuất lưu sale 2021 thì có khoảng 3 mẫu trên đó là có màu gold, em tham khảo em nhá. Câu hỏi số 12 của bạn Thành Trung. Cho em hỏi là với tài chính tầm khoảng 20 triệu thì em đang để ý MacBook và loại nào phù hợp với Word, PowerPoint giải trí nhẹ nhàng với cả LOL ạ? Trong tầm 20 triệu thì chúng ta sẽ có chiếc MacBook Air i3 2020. Hiện nay có giá khoảng từ 20 đến 21 triệu trong tầm tiền của em đầu tư. Còn nếu mà em muốn một phiên bản trang bị cấu hình phần cứng tốt hơn thì chúng ta sẽ có phiên bản MacBook Pro MPXQ2, một chiếc máy được sản xuất 2017, trang bị i5 RAM 8GB và SSD 128 có giá là 19.500.000. Với bản SSD 256GB là 21 triệu thì em có thể tham khảo 3 mẫu máy vừa rồi em nhé. Câu hỏi số 13 của bạn Dương XK. Anh ơi trong tầm khoảng 20 triệu thì nên mua máy chạm cũ hay là laptop gaming mới để dùng SolidWorks và Mastercam ạ?
Em ơi, với nhu cầu công việc của em thì chính xác là chúng ta sẽ sử dụng những chiếc máy Mobi Goodison là đáp ứng với em tốt nhất. Ví dụ trong tầm khoảng 20 triệu thì chúng ta sẽ có những chiếc máy như Dell Horizon 7510. Nhìn ngưỡng một chút thì chúng ta sẽ có Dell Horizon 7520, có ThinkPad P50 và có HP ZBook 15G3. Đây là những chiếc máy chuyên thiết kế cho ngành nghề như của em, rất là ok, rất bền. Với khả năng nâng cấp RAM tối đa 64GB mà chạy ổ cứng HDLVMe. Các màn hình được trang bị đó là Quadro M1000 và Quadro M2000, rất ok. Còn với tầm tiền laptop gaming thì vẫn có thể đáp ứng cái công việc như của em, nhưng nó không phải là chuyên nghiệp. Ví dụ chúng ta sẽ có những chiếc máy như là Dell G5 5500, có Acer Nitro 5 phiên bản 2020, đều được trang bị i5, RAM 8GB và SSD 256, màn hình 120Hz. Đó, có giá bán khoảng 20 triệu tại thị trường. Chúng ta sẽ có thêm một bản là Lenovo Legion 5 cũng cực kỳ nổi tiếng trong cái tầm tiền em đầu tư, thì em tham khảo thêm nha em nhé. Các phiên bản máy chạm thì em chỉ có thể mua máy cũ đã qua sử dụng, còn trừ các phiên bản gaming trong tầm tiền của em mới mua được mới em nhé. Câu hỏi số 14 của bạn Trung Lưu. Anh ơi, cho em hỏi là bên shop mình ở Hà Nội thì còn mẫu 7510 bản i7 VGA M1000 không ạ? Nếu có thì cho em xin giá với ạ. Em ơi, hiện nay cửa hàng đang chạy chương trình với mức giá là 17.500.000, sẽ có i7 6820, RAM 8GB và SSD là 256GB, cảm ơn Quadro M1000 với giá 17.500.000 mà tất cả các cửa hàng anh đều đang còn em nhé. Câu hỏi số 15 của bạn Thế Tử Thịnh. Anh ơi, cho em hỏi là ThinkPad E15 Gen 2 có lắp được thêm một ổ HDD không ạ? Và mong anh ra một video về em này ạ. Thực tế là anh này rất là tiếc, đợt này là chưa có hàng một chiếc ThinkPad E15 Gen 2. Có hàng cái thì chắc chắn anh review và trả lời em chính xác, bởi vì anh review bao giờ anh cũng sẽ mở toàn bộ nội tạng bên trong, thiết kế như nào anh sẽ nói hết cho em bởi một chiếc máy thực tế. Còn trước mắt thì chúng ta sẽ check ở trên trang chủ của nó xem có hỗ trợ hai ổ cứng hay không em nhé. Thì em check thông tin của chiếc máy ThinkPad E15 mà chúng ta sẽ có đầy đủ hết luôn em nhé. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của Sói Hỏi Đáp ngày hôm nay. Và các bạn đều biết thì Việt Nam chúng ta đang trải qua đợt dịch rất là nghiêm trọng. Chính vì thế là mọi người những cái công việc không cần thiết thì khuyến cáo mọi người ở nhà là an toàn nhất. Nếu các bạn có nhu cầu mua máy tính tại shop, hiện nay thì cửa hàng vẫn khuyến cáo là các bạn cứ đặt hàng qua số điện thoại. Số điện thoại của mình là 077357 và 4 số 9 ở cuối. Hoặc có thể chat trực tiếp trên fanpage Bệnh viện Laptop Hà Nội tại Hà Nội và shop công nghệ TD tại Sài Gòn để đặt hàng. Và chúng tớ nếu ở gần, chúng tớ sẽ có nhân viên giao hàng tại nhà nếu các bạn ở nội thành Hồ Chí Minh hay nội thành Hà Nội. Còn đối với các địa chỉ xa hơn thì chúng tớ sẽ giao hàng qua bưu điện. Bưu điện sẽ có bưu tá giao hàng tận nhà cho các bạn. Và các dòng sản phẩm thì yên tâm là được khử trùng và cực kỳ tuyệt đối an toàn cho mọi người. Tốt nhất là như thế là an toàn nhất nha các bạn nhé. Và hy vọng là mọi người luôn ủng hộ và đồng hành kênh Công nghệ TND bằng cách là đăng ký kênh và nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất về laptop và công nghệ thông tin tại shop nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn.